Nhưng mà như bây giờ con nghĩ lại thì lúc ấy liều lại ăn nhiều. Ăn được có chút đỉnh thôi mà nguyên năm là coi như là keo mỏ. Rồi em sấn sâu hơn là bạn kia là không đẩy ra mà là đẩy vô rồi đóng cửa. Có thể là con nghĩ ở có tâm trạng gì hay câu chuyện gì đó, uống cũng hơi nhiều chút. Đến lúc về rồi thấy vợ con như vậy rồi thương quá. Thương quá thì biết sao giờ. Tới luôn đi. Hai vợ chồng giống như mẫu nam mẫu nữ vậy. Lời đầu tiên thì con xin phép được chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thì con tên là Nguyễn Duy Thắng và con năm nay là 30 tuổi. Ngành nghề kinh doanh là con đang làm độ xe hơi. Bây giờ mời con. Dạ, con là Lê Thị Diễm My. Tuổi con thì bằng chồng con. Công việc của con thì là diễn viên và người mẫu tự do. Hèn gì nãy con bước Diễm ra My. Cô nói là sao giống mẫu nam mẫu nữ quá là vậy đó. Diễm My trước giờ là tham gia đóng phim gì rồi? Năm 2019 thì con có đóng phim Tiệm Ăn Gì Ghẻ và phim Hoa Trong Bão của chú Đôn. Chú Trần Cảnh Đôn á. Trước đấy là con làm người mẫu. Thôi giờ kể cho chú nghe coi lần đầu tiên các con gặp nhau là như thế nào. Con thì con làm ở trong cái ngành xe hơi này cũng tương đối lâu rồi. Con cũng có một cái brand thương hiệu mới về. Vợ con trước đó là có một cái album ảnh về xe hơi trước đó rồi. Thì con thấy khá là ấn tượng với cả cái album hình đó. Và do đó là con có một cái ý tưởng là tại sao mà mình không mời cô ấy chụp cho bên sản phẩm của mình. Đúng rồi. Bởi vì tại thời điểm đó là vợ con nói chung là tương đối là có sức hút, nổi tiếng ở trong cái ngành xe về cả xe hơi lẫn cả ô tô luôn. Qua một người anh giới thiệu thì con đã liên hệ được với cả vợ con bây giờ. Rồi bây giờ chú muốn biết là cái lần đầu tiên mà con gặp vợ con ở ngoài đó, chạm mặt vợ, nhìn thấy vợ con như thế nào? Lần đấy thì lại là một lần vô tình nữa, không có hẹn trước. Nhưng mà con đã ra ngoài Hà Nội và con công tác ngoài đó. Tại thời điểm đó là vợ con cũng bay ra cùng. Thì công việc của hai đứa là lúc đó là chưa liên quan đến nhau hết. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là tại Hà Nội. Và lần cà phê đầu tiên cũng ở ngoài đó. Và sau cái đó lần chưa... là chụp hình là lần sau đúng không? Dạ đúng rồi. Thế nghĩa là lần đó gặp rồi mới thích. Không, book rồi đúng không? Dạ không, chưa không. Lúc đó book chưa là sao? À, là sau chưa luôn. Lần gặp Hà Nội là book con rồi. Nhưng mà lại bị hủy kèo. Cái lần đầu tiên book con xong hẹn. Xong rồi bắt đầu là đầy hủy. Bảo là đợt này không chụp được nữa rồi. Đợt đó con đã thấy quế quế rồi. Quế quế rồi. Xong bắt đầu cái cũng xin lỗi con rồi hủy con tới 2 lần luôn. Xong cái lúc mà ra Hà Nội kia con thấy ông này đang ở ngoài đấy, con mới thấy ổng comment vô. Xong cái con mới chủ động nhắn tin là kêu anh đang Hà Nội hả, cà phê không? Xong bắt đầu ra cà phê thì sau khi mà gặp mặt, hai đứa gặp mặt nhau rồi, thực chất là con ở trong nghề mà tiếp xúc người mẫu này kia, trai số muối đầy ra này kia, trai đẹp này kia, nên khi mà gặp ổng thì con nói chung là không có một ấn tượng thấy gì, bình thường lắm. Dạ không ấn tượng gì. Con nghĩ là lúc đấy là ông này là bút mình ấy, thì bây giờ mình có cái dịp thì mình gặp thì xem thử như thế nào, tính tình ra sao, công việc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đấy con chỉ nghĩ tới công việc thôi. Sau khi về Sài Gòn thì thêm một buổi gặp là đi ăn, chỉ có anh này là động thái là thả thính rồi tán tỉnh này kia thôi, còn con thì lúc đấy con thấy bình thường lắm. Có nghĩa là con đã thích bé My này rồi đúng không? Thực ra thì có cảm tình thôi chứ chứ lúc em là chưa thích hẳn. Chưa gặp cảm tình sao thả thính người ta? Dạ, thấy xinh thì cứ thả thính thôi. Dính thì dính mà không dính thì thôi. Nhưng mà lúc đó tình trạng của em như thế nào? Độc thân hay là lúc đấy thì... đã có một ai đó rồi? Tại thời điểm đó thì là con độc thân chưa? Còn My thì sao? Dạ, con cũng độc thân luôn. Thì con nhớ là có một lần đi sinh nhật cái anh mà chụp hình luôn. Là ảnh mới đưa con về. Thì trên xe taxi ấy, con mới thấy là ảnh mang chiếc nhẫn kim tiền ở ngón nhẫn cưới. Con mới bảo, anh có vợ rồi à? Rảo kêu chưa. Có con bảo là con không tin. Ảnh mới tháo chiếc nhẫn ra, ảnh mang qua tay con. Con kêu, tại sao anh mang vậy rồi em bị mất duyên sao? Cái ảnh mới nói một câu là, nếu mà em mất duyên của em, anh sẽ gánh. Xong mới đưa con lên nhà. Xong bắt đầu là sáp lại với nhau. Nhưng mà con đẩy ra, con không cho vô nhà. Ngày lúc đó con thấy nó nhanh quá. Bắt đầu cái qua em sau con nhắn tin là ông trả chứ nhẫn lại. Mà không chịu, kêu em giữ đó đi. Sau cái đấy là hơn một năm mấy trời hai đứa con không có liên lạc gì luôn. Kỳ vậy. Tại vì ông này cứ tiến tới cái xong thấy con im cái lại không tiến tới nữa. Xong bắt đầu là ảnh là có mối tình khác. Con cũng quen một mối tình khác. Cái lúc mà đưa con về nhà dạ. Thì sáp tới là sao?
Ông sướng vô, ông cưỡng hôn con. Có xin phép không? Hay là... Không, lúc luôn. Đó thì không có phép tắc gì luôn chú ạ. Hai đứa là cũng có một chút men trong người, thành ra là nó cũng hơi làm liều. Nhưng mà nhưng bây giờ con nghĩ lại thì lúc ấy liều lại ăn nhiều. Ăn được có chút đỉnh thôi mà nguyên năm là coi như là... Nguyên năm con keo mỏ. Nhưng mà cuối cùng thì cái bộ ảnh mà con chụp cho anh Thắng là vẫn, dạ, vẫn thực hiện đúng không? Dạ, vẫn thực hiện, vẫn diễn ra. Tiền bạc thanh toán đầy đủ. Dạ, đúng song phẳng. Không ai nợ ai. Cái bộ ảnh đó là trước khi là cái đêm mà ảnh sáng tới hay sao? Dạ, không sau ạ. Vậy gặp lại chụp ảnh chắc... Tại lúc này con bình thường lắm. Tại nhưng vì... mà anh Thắng anh sượng sượng. Không, con... Ông này lẻo mép lắm chú. Ông này lẻo mép lắm chú. Không biết ngại đâu. Ban đầu bút con ấy là con cũng nói trước là cái giá tiền nó trong 4 tiếng thôi. Cô biết kéo thành ra 8 tiếng. Xong con chỉ nhận lại một câu anh xin lỗi rồi cười trừ vậy thôi. Nó tính overtime chứ. Không trả tiền thêm luôn. À. Chắc gì vậy mà chia tay chứ cũng phải là vụ sát. Dễ sợ quá. Dễ sợ quá mà dễ sợ chứ. Ái quá mà. Trời ơi, 4 tiếng đồng hồ mà gấp đôi lên mà. Ít nhất phải trả cho người ta phân nửa chứ đúng không? Ăn lên quạo để bụng đó. Cô hiểu cảm giác đó rồi. Có nghĩa là đi đưa người ta lên nhà, lên phòng xong rồi sấn 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 tầm bi tầm bà. Nó này xô ra, nó không cho sấn. Đi ra ngoài đóng cửa lại. Phải có rồi. Lần thứ hai quê chứ, phải quê chứ. Đẹp trai ông chủ rồi. Ông chủ mà xe nữa, trời ơi. Vì quê quá cho nên là cái hôm chụp hình cố tình kéo ra 8 tiếng cho mày biết. Xong rồi làm bộ xin lỗi. Còn bé này đã quê một lần không cho sấn rồi, đã vậy rồi người ta ghét rồi. 4 tiếng nữa, 4 tiếng không trả thêm đồng nào. Bình nghĩ cho rồi con. Đi hôm đấy là con cũng vẫn đưa về nữa. Có sấn nữa không? Dạ không. Vì sao mà chia tay rồi sắp lại với nhau? Một ngày đẹp trời thì con cũng vô tình nữa, con gọi vợ con đi ăn thôi. Không, cũng không đẹp lắm đâu nha, bữa đó trời mưa nhá. Thì cũng không có, lúc đấy hiện tại bây giờ đến cái thời điểm đó là cũng vẫn chưa có ý định gì cả. Chỉ đơn giản là hai đứa bây giờ cũng chưa có, bây giờ là không có ai nữa rồi. Thì thôi rủ nhau đi ăn vậy thôi. Ăn xong thì cũng có uống rượu, cũng có chút là... men này kia thứ. Rồi có đưa về nữa không? Thì sao con lại đưa về? Tức là lại vẫn kịch bản năm xưa nhưng mà lần này là con quyết định đi sâu hơn. Lại sấn luôn. Sấn luôn. Là sấn tới. Cổ đẩy ra là vẫn sấn tới nữa. Lần này là hết đẩy rồi. Em cái kịch tính nó twist ở cái chỗ mà lần thứ hai là không đẩy ra. Cái lần này là không đẩy ra nữa. Thế xong rồi là sau tối ngày hôm đấy thì hai đứa là chính thức là đi lại bên qua lại với nhau. Hai đó là của nhau, nhau đó. Rồi đó. Là chính xác. Là em sấn sâu hơn là bạn kia là không đẩy ra mà là đẩy vô rồi đóng cửa. Tại vì cái bữa tối đấy anh gặp xong cái ảnh mới bảo là cái lần đầu tiên mà anh đưa em lên nhà mình làm gì không. Con bảo là làm gì, ông ra xong tôi đẩy em ra làm gì, cái em muốn làm gì tí em cho anh đưa lên nhà đi, anh em sẽ nhớ đấy, xong đưa lên nhà. Hay quá ông già, hay quá. Ai về đợt này chắc có lẽ là có uống nhiều quá cho nên con không còn sức để mà khống chế, cho nên cuối cùng là con phải kéo ông vô luôn đúng không? Hôm đấy còn mạnh bạo lắm, là uống thay cả con luôn. Chưa bao giờ con thấy vợ con lại uống nhiều như thế. Có thể là con nghĩ có tâm trạng gì hay câu chuyện gì đó uống hơi nhiều chút. Đến lúc về rồi thấy vợ con như vậy rồi thương quá thì biết sao giờ. Tới luôn đi. Chứ bây giờ như vậy xong đi về đêm hôm như nào thì con cũng lo nữa. Sao được, đúng rồi, không được. Ủa, em có một cái tâm nó lớn vô cùng. Đưa vô phòng rồi xong con vẫn còn đi tìm chậu, sợ là tối ói này kia thứ. Về xong nhắn tin bảo là đấy em nhớ chưa. Còn khẽ ra. Em nhớ chưa. Xong lúc đó thật sự luôn mà nói thì là chưa có tình cảm nhiều đâu. Sau thì khi tụi con đi chơi đầu tiên là đi ra Bắc, con nghĩ là một ngày mình sẽ lấy chồng Bắc. Tại vì con là người Đà Nẵng. Con lại ở Sài Gòn. Nói chung là mình cứ nghe là người Bắc khó, rồi gia đình người Bắc cũng gia trưởng, rồi mẹ chồng nàng dâu người Bắc rất là khó. Không nghĩ là lại dính cái anh này. Nhưng mà được cái là đúng rồi. Ông bà mình nói không bao giờ sai con à. Không bao giờ sai được. Con ra ngoài Bắc con cũng đã gặp mẹ. Thì mẹ cũng bảo là mẹ cũng đánh giá tốt về con. Bảo là cũng thích con. Khi mà tiếp xúc mẹ rồi thì con mới thấy được là thì ra là mẹ không phải như người ta nói. Dạ đúng rồi. Mẹ rất là thoáng, dễ chịu này kia kiểu. Và mẹ cũng đã từng hoạt động nghệ thuật. Thực chất là con là người mẫu. Có khoảng thời gian là con làm người mẫu sexy. Nên là con cũng sợ vì thành kiến. Nhưng mà khi tiếp xúc mẹ rồi thì thấy mẹ rất là dễ thương. Mẹ rất là hiểu. Hiểu cho công việc này kia kiểu. Gia đình con thì khi dẫn ông này về thì kêu là thấy thằng Thắng dễ thương này kia kiểu. Và thích. Hai đứa thứ nhất là
đều là không có ba, tụi con là đều không có ba từ nhỏ rồi. Cũng là từ nhỏ tự lập lớn lên, nên là những trải qua những cái khó khăn cuộc sống này kia là hai đứa đã trải qua, nên khi mà tụi con mới đồng cảm để đến với nhau. Nhưng mà là hai đứa là có sống chung với nhau trước khi kết hôn? Dạ có. Thời gian đó sau bao lâu thì tụi con về sống chung với nhau? Dạ sau 2 tháng sống với nhau, sau đấy thì khoảng thời gian thì tụi con mới quyết định là tiến tới kết hôn. Trong nửa năm là đã quyết định cưới rồi. Coi như là lấy nhau được bao lâu rồi con? Dạ được đúng kiểu vợ chồng son là mới có nửa năm á cô. Mới đây rồi đúng không? Dạ. À là có em bé chưa con? Dạ chưa. Chưa có. Là được rồi. Mới có 5-6 tháng thôi đúng không? 5-6 tháng. Vậy mà thì làm nhưng sao? Mà trước đó đã quen nhau mấy tháng đâu rồi. Ăn thua gì? Sống với nhau rồi bắt đầu mới là va chạm, bắt đầu mới lòi ra những cái gọi là những cái mà sâu đó chị. Vỡ oà ra. Dạ. Vỡ đó đâu thì kể là vỡ mộng gì nè. Nói chứ vỡ mộng thì con chưa cũng chưa vỡ mộng cái gì cả đó, nhưng bị mà bị liếc cái nó đính liền. Trời ơi nó mới rất là hồ hởi đó. Con vỡ mộng cái liếc cái là thôi, cái nhòe cái thôi. Còn rẽ sang hướng khác liền. Dạ đi ngủ là hay nghiến răng. À vậy đó. Thì phải nghiến răng thì lắm hôm con ngủ bên cạnh con thì con hay thức muộn lắm, thì nó cũng nghiến răng thì ông con cũng sợ là cắn vào lưỡi này kia thứ như nào, con cứ phải giữ cái miệng lại. Giữ có giữ không? Có chứ, định vị mình phải định vị lại ngay, không cho nghiến nữa. Là nghiến dữ lắm à? Cũng giữ thì không giữ, nhưng mà nó cũng hơi nghe cảm giác nó hơi nguy hiểm. Bảo con không phải là nghiến thường xuyên, tức là thỉnh thoảng bị thôi. Tức ai mà trong không mơ có xả đó. Được hay là mơ đi bên nhỏ nào đó như nào đó thì đó, lại kiểu đó đó. Ghen vậy. Trong mơ đó con đó. Ghen trong mơ đó, nhưng mà cái nghiến răng đó là cái mà người ta không có kiểm soát được. Dạ đúng rồi, nói chung là tật xấu thì cũng hơi nhỏ thôi chứ không có gì to tát cả. Nhất là hay nhăn nhó, hay bị cái cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhiều khi bực tức cái gì là cũng bực cáu cả con theo, giống kiểu giận cá chấm thớt này cứ như vậy. Hay nói nhiều, cảm giảm nói nhiều, nói đi nó lại nó mít luôn. Xong rồi nói bao giờ cái câu chuyện nó chấm dứt thì thôi. Còn gì nữa không? Dạ. Hay hết rồi. Đó chỉ có vậy thôi ạ. Rồi bây giờ tới con đó mày. Trước đây thì gặp ổng thì thấy ổng cũng hiền lành, vui tính này kia, nhưng bắt đầu về ở chung rồi thì cũng con thấy không có một sự quyết đoán. Kiểu đồng ý là ổng bảo suốt ngày chồng không quan tâm đâu, chồng nghĩ theo cái tích cực. Nhưng mà không phải vấn đề nào mình cũng chịu thiệt cho mình để mình nghĩ việc tích cực hết. Đấy thành ra là khi mà ổng thấy ổng chịu thiệt vậy thì con lại không chấp nhận được. Nên tối ngày con cứ cầm rầm này kia nói, nhưng mà con nói là để cho hiểu, nhưng mà nói cũng không hiểu. Nên buộc con phải nói nhiều. Đấy còn tật xấu thì như con nói, ngủ trời ơi, ôm con giống như ôm một con gấu ôm vậy á. Tính con thì thực sự không thích mà ngủ mà gác. Đồng ý là con cũng muốn ôm, nhưng mà ôm nhẹ nhàng thôi. Trời ông này ôm kiểu giống như là con là một con gấu ôm á, ôm mà xiết này kia kiểu mà con khó thở bực thương luôn á. Quá đó, kiểu là thương quá đó. Sợ đi đâu mất. Ủa nhưng mà thường là con ngủ sau mi mà. Con ngủ sau nhưng mà con ngủ lúc thì đấy con ngủ trước ngủ là coi như lên là ôm luôn vậy đó. Thì con ngủ trước thì nên là rồi, con nửa đêm con bị thức dậy. Người ta định vị vậy thì nó mới là giống gối ôm em hiểu không? Rồi sau này có lãng mạn không nè? Đó hay là lãng mạn thì không, đến cái việc mà cầu hôn con phải chỉ luôn á. Phải không? Con chưa làm bao giờ mà chú. Cái đám cưới của tụi con làm từ cái nhỏ nhặt đến cái lớn lao luôn. Tất cả mọi thứ con đều lên ý tưởng. Con lên hết tất cả từ cái việc quay phim, chụp hình đến cái lễ gia tiên rồi con làm hết. Là cưới rồi trang trí đám cưới là con làm hết. Có vợ giỏi mà đúng không? Có vợ, tại vì vợ con làm trong trước đó đã từng làm trong cái lĩnh vực cưới cũng mấy năm rồi nên vợ con nhiều kinh nghiệm hơn. Hồi con xưa thì con chưa cưới bao giờ, con cưới lần đầu nên là kiểu lần đầu làm chuyện ấy nên là không có kinh nghiệm, mọi thứ không có cái gì hết. Tại vì á, hai đứa con mà đều có ý tưởng là dễ gây lộn lắm. Đúng rồi. Chẳng thà cứ để một người, đúng rồi, một người làm rồi. Xong người kia theo. Đúng. Bây giờ con mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Chung thì con chỉ mong muốn là ảnh có một sự quyết đoán hơn, nhận rõ được người nào tốt, người nào xấu. Hay là thấy người ta xấu rồi, biết người ta xấu rồi thì phải né ra, chứ không phải là cứ lúc nào cũng cả nể anh em mấy con. Bị cả nể quá. Dạ đúng rồi, ổng cứ bị cả nể quá, con không thích điều đó. Nhưng mà con đã bị cái tác hại của cái cả nể chưa? Ví dụ như con đã lãnh một cái bài học nào chưa về cái tính cả nể của mình á? Thực ra thì trong mối quan hệ của con với bạn bè anh em thì con chưa có, nhưng mà nó khiến cho cái câu chuyện nó đi xa hơn bình thường. Nó đi ra, đúng ra là nó sẽ kết thúc ở đó rồi.
Nhưng mà bởi vì là con cả nể cái vấn đề đó nên là con sẽ đưa câu chuyện nó sẽ diễn ra, nó thời gian nó sẽ bị lâu hơn, nó mới kết thúc. Thật ra nó cũng không có thiệt hại gì, đúng quá rồi, lớn, không có thiệt hại gì. Bởi vì ta nói là cái tính đàn ông nó là như vậy. Vâng. Đi chơi với bạn đôi khi biết bạn nó xấu đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như nó không dẫn đến một cái tác hại gì nó quá ghê gớm thì vẫn giữ một cái mối quan hệ. Thật đúng rồi đó, chú Bin nói đúng á. Con biết không, ở cuộc đời này á, có những cái tuýp người đàn ông á, họ cái kiểu họ làm tứ hải giai huynh đệ. Cái trước mắt thì mình thấy là họ mất, nhưng mà cái lâu dài sau này họ được họ được cái nhiều lắm á. Dạ. Đó, cho nên rằng con cứ yên tâm. Con là dân kinh doanh nên là anh em bạn bè con rất là nhiều. Đúng mà vậy. Hầu như con đi tỉnh nào cũng có bạn hết á. Mỗi người một cái tính cách khác nhau thì với mỗi người thì mình sẽ có một cái cách cư xử, một cái cách đúng chơi vậy. Nó khác. Yên tâm đi nha. Rồi, cố gắng đi nha, mới có 5 tháng. Dạ. Thực ra đang khám phá tìm hiểu nhau. Đây là cái thời gian mà hai bạn phải tận hưởng, phải khám phá thật nhiều trong cuộc sống nha. Rồi bắt đầu lên kế hoạch co baby. Tận hưởng hết đi. Có những cặp vợ chồng mới cưới nhau cái qua tháng sau, 2 tháng sau có nó có bầu cái không có tận hưởng được gì hết rồi. Bắt đầu lại vùi đầu vào cơm áo gạo tiền con cái. Nghiệp lắm luôn á, có những cặp rất tội. Đi chơi, hưởng thụ. Con này đang ăn kem mà tình cờ lại kem nó bị nhiễu xuống. Cái con này ra lưỡi liếm cái, tự nhiên thấy nó rùng rùng với mình. Cái xong mình cầm cái kem đứng ngoài gió mà nó bị nhiễu tay, thì thấy nhiễu tay sẵn. Vậy đó mà rùng mình sexy lắm rồi, để khiêu gợi mà vô xong rồi tối nằm mới biết á, dẫn em trai vô ngủ trong phòng đêm đó luôn. Trời đất. Hai em tôi yêu cầu cô dâu đứng lại, chú để có thể ngồi, cô dâu quay qua tay, cô dâu quen. Mọi người có thấy cô dâu trong cái áo cưới ngày hôm nay đẹp không? Xin mời cô dâu rồi. Vấn đề là cô dâu đẹp hay là áo cưới đẹp? Khoan bây giờ là mới khen nè, cô dâu có đẹp không nào? Rồi bây giờ cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Ủa chứ không phải chú rể hả? Nãy giờ em ca ngợi cô dâu quá, giờ em phải nhường đất cho chú rể chứ. Em giới thiệu đi. Dạ, em tên Vũ Văn Nghĩa, năm nay em 25 tuổi. Hiện đang làm quản lý kho của tên quận Bình Thạnh. Thế còn em? Em tên Phạm Thị Sóc Nâu, năm nay em 25 tuổi. Em làm về trang trí tiệc cưới. Ai chăng nghe cái tên nó sốc sốc sợ là. Chắc có một ngày nào đó bé Sóc Nâu đi tìm hạt dẻ trong một cái kho ở Tân Bình, thế là gặp anh bảo vệ. Có đúng gì không ạ? Không, thật ra thì tụi em gặp nhau từ thời trung học, năm học lớp 10. Dạ thì đến nay thì cũng được 9 năm rồi. Chắc lúc mà lần đầu gặp á, để anh này anh kể. Lần đầu tiên gặp á là ở sân trường, thấy con này đang ăn kem mà tình cờ lại kem nó bị nhiễu xuống. Cái con này ra lưỡi liếm cái, tự nhiên thấy nó rùng rùng với mình. Cái bữa đó em liếm kem sao mà bạn này rùng mình nó ớn vậy? Cũng bình thường, chỉ giống như mình ăn kem á, cái xong mình cầm cái kem đứng ngoài gió mà nó bị nhiễu tay, thì thấy nhiễu tay sẵn liếm. Vậy đó mà rùng mình. Trời, em cũng nhẹ dạ quá ha. Tự nhiên nó cảm giác nó rùng mình lắm. Chứ thí dụ bữa đó mà bạn này không ăn kem mà bạn ăn hạt dẻ thì em có bị rùng mình không? Dạ. Cái đó không biết được. Xong rồi tưởng là con này học khác lớp, ai dạy học chung lớp mà lại phát hiện là cái tên nó Sóc Nâu, nghe còn sóc hơn nữa. Quyết định là cưa luôn. Dạ, cưa luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên của bạn có thể tóm gọn trong hai từ: liếm kem. Rồi kế hoạch cưa làm sao? Dạ thì đầu tiên là hai đứa không có quen nên đầu tiên là phải buồn tập để làm quen để cái là biết. Xong rồi thấy con này có cô bạn chở đi về nên em kêu cô bạn nó về đi để em tự chở luôn. Rồi từ đó sau là em chở con này học luôn suốt luôn. Rồi hai bạn quen nhau bao lâu thì mới đến hôn nhân? Tụi em quen khoảng 7 năm mà. 7 năm trời. Làm lấy nhau được mấy năm rồi cưng? Một năm hơn. Thường cưới nhau thì ta hay có những câu chuyện vui, chẳng hạn như là đi hưởng thụ từng honeymoon vậy đó. Honeymoon. Đi từng trăng mật có cái gì nó bẩn ngỡ không? Trời, cái chuyện đó là xong đó giờ em vẫn còn giận, bức xúc lắm. Cái bữa mà động phòng á, cứ tưởng đâu là chồng sẽ trải cánh hoa hồng hay đốt nến gì đó, tại mình coi báo mình thấy vậy đó, sắm thêm một bộ đồ màu đỏ sexy đúng rồi để khiêu gợi, mà vô xong rồi tối nằm mới biết á là đêm hôm qua á, tại vì cái phòng đó là sẽ niêm phong lại, là không có trai vô hết trơn á, để giống như cô dâu chú rể là động phòng vậy đó, dẫn em trai vô ngủ trong phòng đêm đó luôn. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ á? Không, tại vì tối bữa đó là nhà sếp dọn tới khuya luôn rồi, xong thằng em nó nhà nó xa nên thôi giờ kêu ngủ lại đây luôn, nhưng mà ở dưới thì mọi người nằm la liệt ở dưới rồi nên nói là thôi giờ lên phòng anh hai anh em mình ngủ. Em cũng không biết là phải cách niêm phong cái phòng nó lại. Sau khi cứ về đồng phòng xong hỏi cái giờ hỏi ủa trước đồng phòng có ai vô ngủ không? Em cũng vô tư nữa. Thì anh với em mệt quá thì cũng vô ngủ đại. Cái vợ giật
Giận. Giận luôn. Giận. Thì cũng hụt hẫng, tự nhiên cái phòng mình đêm tân hôn thì có ai vô ngủ trước. Giận luôn rồi đêm đó là ngủ chay luôn. Không có. Ngủ được mấy tiếng. À, có. À. Có. Rồi à, đêm sau á là có cái gì khác biệt không? Thì đêm sau thì em biết ý về em nên cũng chiều theo ý nàng, cũng mua nến rồi bắt đầu mới là tắt đèn rồi xong rồi hai chồng nằm thủ thủy rồi nói chuyện xong rồi vợ kêu vợ đi thay, vợ có muốn thay simi không? Đó, xong rồi hai chồng mới bắt đầu hành sự. Mình biết rằng là sau khi thủ thủy xong với miệng ngọn đến là sẽ làm cái gì, nhưng mà mình không tìm ra cái từ hành sự. Rồi à, hai bạn yêu nhau trong một thời gian dài như vậy, rồi có một cái đám cưới nói chung là cũng trọn vẹn. Vậy thì sau khi ở với nhau thì chắc không có những cái chuyện lớn gì xảy ra giữa hai chồng đâu đúng không? Lúc mà trước khi cưới á, cũng biết là chồng thích chơi game hoặc là chơi pizza gì đó thì biết là thích vậy thôi. Nhưng không ngờ mà sau khi lấy về á là mê đến nỗi mà không quên á, không chở vợ đi làm về. Trời đất ơi. Tức là bỏ bê vợ luôn vậy đó hả? Không phải là vô trễ chứ không phải là không trở về. Lúc đó đang còn chơi mà nếu mà bỏ vợ cũng không phải, không đành. Tại lâu lâu mới chơi. Nói với vợ thì vợ chờ chút, khoảng nửa tiếng, một tiếng gì mình vô mình chở. Nên lúc đó là vợ vô cái là lúc nào vợ cũng giận mà cũng cho quậu. Nhưng mà ngặt cái em thích cái mặt đó. Thế là em thích cái mặt đó hả? À, mới giận, mới giận cái mặt sao anh không có tưởng tượng luôn á. Không, cái mặt này thấy ghét thiệt. Hèn gì mà chồng cứ kiếm cớ để mà cho vợ giận hoài. Trong lúc đợi đem suy nghĩ sao? Đợi xong rồi cái quậu á, sau đó em ngồi em suy nghĩ ra để coi phải về nhà làm cái cách nào đó. Để ví dụ như mà sau này có phạm lỗi nữa là phải phạt. Cái viết ra 11 điều nội quy vợ chồng. Quy định là chồng một ngày phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng. Trưa là phải ngủ trưa 15 phút. Nhiều khi tận dụng cái thời gian ngủ trưa để đi chơi. Vô rước vợ mà trễ á thì phải báo trước nửa tiếng. Để vợ biết cái gì như là để không có giận. Giận mỗi lần mà giận cái không nói chuyện cũng buồn. Chắc vậy là vợ em chắc hoàn hảo, chắc không có tật xấu gì đâu. Có anh. Mỗi lần giận xong á thì hay đòi cắn. Thì bình thường ta cắn tay cắn chân thôi, nhưng mà vợ em không thích. Vợ em thích cắn vô cái lỗ mũi. Trời đất ơi. Sắp mà em giống mặt vợ lỗ mũi á. Giống bây giờ dám cắn không? Dạ cắn. Ôi đó, ok. Sợ rồi đó, mặt xanh rồi đó. Không nương răng chứ trời ơi. Anh thấy hình như có ba một mình nó bể ra. Xúc nước mắt rồi. Rồi sao, rồi mỗi lần như vậy thì em giận ngược lại không hay là em cảm thấy thích? Thấy vui rồi. Đó, vui ra nước mắt rồi đó. Hai vợ chồng bạn rất là đáng yêu. Vậy thì nếu như cho bạn một cái điều mong muốn vợ mình phải thay đổi thì bạn mong muốn điều gì? Vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi. Tại thường của vợ hay suy nghĩ mà suy nghĩ sâu xa mà hướng về tiêu cực lắm. Tại suy nghĩ tiêu cực làm người mình nó tiêu cực lại á, nên không tốt. Rồi chồng ngoài cái tánh xấu là hay bỏ bê vợ vậy á, là đâu còn có cái gì mà ghê gớm đúng không? Chồng thì nhất là mê chơi game, thứ hai nữa là chồng lười á, cuối tuần á là phải phụ vợ dọn dẹp nhà cửa á, mà anh ta cứ ngủ rồi ngủ cái em nói là phải đi giặt ra giường á, là em kéo ra giường đầu là lăn tới đó, lăn hết cái giường xong lăn ngược lại để em kéo ra em tự đi giặt. Lười lắm, lười thôi, không có phụ lười nè, làm phụ vợ làm gì hết trơn. Trong ba cái điều đó thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bớt vô tư tí xíu, quan tâm đến vợ tí xíu nữa. Chị thấy vậy nè, nếu mà vợ em xinh xắn như vậy á, em tiếc gì mà một ngày á em khen vợ em ít nhất tối thiểu là một lần, em làm được không? Được, tối nào cũng khen mà. Nói sao? Sao hôm nay nhìn em đẹp hơn hôm qua? Thôi, vậy là đâu có vô tư đâu. Tại vì nhiều khi là thấy chồng ít lãng mạn rồi, nên là thấy cũng hơi buồn buồn. Bây giờ thêm lãng mạn đi, đi đốt đèn cày đi cho nóng chơi. Được không? Nha. Rồi, xin cảm ơn hai em và chúc hai em hạnh phúc. Đẹp đẽ giống như cái áo của em đâu mà. Dạ, cảm ơn, đúng rồi. Ơi, ngồi đi con, ngồi đi. Dạ, con tên là Phạm Đức Thành. Năm nay con 27 tuổi. Con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Con có thể cà đô bán được không? Con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Vô bây giờ cái gì đây nè, cái này cái gì vậy nè? Con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok, quá hay luôn. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha.
Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xề xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này như có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đắm say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm. Mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi, để cho đêm nay hai ta ngất gai. Wow, hay quá. Hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay. Rồi bây giờ tới con này. Dạ, con tên là Hải Yến. Năm nay con 19 tuổi. Công việc con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Ủa, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, được gần 1 năm ạ. 1 năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng, cái đầu là ổng thấy dễ thương quá, cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng hát. Dạ hôm nay mụ hay quá mụ. Dạ đợt đó là anh ở Hải Phòng, xong rồi làm show ở trong Sài Gòn. Thì con lại không biết anh này, không biết nhóm của anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời làm khách mời nên là đi theo. Gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Về sau mới nói chuyện tầm khoảng 1 tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm. Về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy, thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi. Thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook, cũng có cái link Facebook, xong rồi nhắn tin, xong rồi comment đùa trên Facebook. Thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó. Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ nhiên là anh mới nuôi con rồi. Tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn anh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu lôi trôi quá chị. Con già dữ à, con già dữ. Lúc đó con 18 tuổi rồi sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành nha. Mà bữa đó là anh mới về Sài Gòn, xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn lôi trôi, nhìn kiểu nó hơi kẻ tính một chút xíu á. Rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc, bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy thì ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ. Chứ không phải là con đang tán Yến. Thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Về sau hai đứa kiểu như gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Con cứ biết là ổng là làm mai con cho cái người em không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe rap qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về. Mà nhờ em của anh chở về là con kêu ủa gì kỳ quá. Này bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới? Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. Sự cố đúng không? Dạ. Mấy cặp rồi đó chị, như là cũng như 8 cặp mà hết, cũng như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. Tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Dạ, lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn 1 tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Dạ. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không? Rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá.
kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Về gặp ba mẹ của Yến thì sao? Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì cũng bảo à, thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả, thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính, thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả đúng rồi, bố của Yến. Quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa. Ông anh họ con ở trong làm trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi, thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con, thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt xịt ấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá, thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc, thì mới bảo, thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá, nên là hay cãi nhau. Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại, xong rồi bố vợ con bảo, thôi không cưới nữa. Không cho cưới, bố bực đúng không? Dạ. Bố vợ bực không cưới nữa, không nói chuyện nữa. Rồi sao đấy mà? Thì bố con cũng bảo, cưới thôi. Bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa, nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng phải suy nghĩ lại, xong rồi cũng gọi điện cho nói chuyện, thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Đấy, thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì nói cưới ngoài Bắc, nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới. Nhưng mà cuối cùng thì cưới Hải Phòng. Dạ, con thì về quê mượn nhà của ông để cưới ở ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là... Ủa, nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ, con người Hà Tây ạ. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây hả? Dạ. Vậy thôi là cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam tức là ở miền Tây á thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn. Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2. Ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Vâng, con nhớ 2020 bây giờ là 1 năm. Dạ. 1 năm tám. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ, được hơn 1 tuổi. Hơn 14 tuổi. Dạ. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ, sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời, bị liền luôn ạ. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Thì cách đó 1-2 tuần nhé. Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được. Thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời. Thì bắt đầu con mới đi con chữa, thì vàng bạc bán hết. Cưới xong tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm, là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện. Con đi chữa ở chú là em của bố con. Chú con làm đông y chữa, thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi, nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Là bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy, thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì. Nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc. Thì con mê cố. Kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bây giờ phổi của mình bị như thế, cũng bị suy một thời gian, nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển
cũng gọi là tạm ổn rồi. Thì từ lúc đấy là con cũng nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? À, phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Ừ, con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Như vậy là cái giai đoạn khó khăn nó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc. Dạ. Dạ. Con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu, có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được đêm á, rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì, thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư. Hơn, nếu mà hơn lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi. Nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được, xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi, mà nó còn quá nhỏ. Không, nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất tháng, là 3 tháng gì. Nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn. Dạ. Đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá. Rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình sao? Lúc đấy thường thường thì bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về chữa bệnh ở nhà nữa. Thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn. Nhưng mà con ra ngoài là con đi về. Con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến. Tại vì con biết mới lấy xong mà. Thì ở nhà vợ cũng buồn. Thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy. Xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ bảo con đi về con ăn. Xong rồi về nhà ngủ đến sáng hôm sau dậy sớm. 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng. Thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi. Quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả. Cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó em sợ, lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Là mình nhẹ nhàng đi. Dạ. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng có chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng. Vô luôn, vô xong đâu, Sài Gòn. Đâu, đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Dạ. Làm gì còn đồng nào. Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ. Anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ? Hỗ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ, ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này, rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con chưa vẫn thuê? Một con vẫn đang bình thuê. Thường. Chuyện thuê nhà là bình thường. Tụi con còn quá nhỏ mà. Cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường, cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con, là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ, dạ tự con lo. Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Mẹ đang trong ạ. Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á, nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được một tháng thì mẹ con lại đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá.
Dịch quá bận gì? Dịch quá đâu có thu thiết gì đâu mà bận. Thì dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ nha. Con lười lắm. Thôi bây giờ sẵn. Lèm hết á. Thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi kìa. Đó. Để cho cái không khí mình nó xôm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó drama quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa, đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát, thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm tiền. Con, đó. Kiếm tiền, coi như đã làm có nhiêu đó à? Liệu có nhiêu đó? Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần này là phần cuối tật xấu. Đó, thôi bây giờ là cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười. Cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay càu nhàu lắm. Thì cái lười ví dụ lười cái. Con đi về con trưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo ý luôn. Con của con dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn, cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy, nhưng mà hai con hay càu nhàu. Tính con thì càu nhàu, vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy. Cáu bẩn á. Dạ. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mà chơi game. Khoái chơi game lắm. Nít nó phải chơi game thôi. Nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai vào game ấy thì kiểu đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Quên tốt. Có gì đâu. Xong là coi như có là... ghen không? Vợ có ghen tuông đó không? Vợ con chúa ghen luôn. Chị Vân nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con hay vào con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi. Con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like comment ai hay là nếu mà các bạn xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Và cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào show được. Thì cái hiệu quả của cái show đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy là cái ghen là sợ con đi show xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi show nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiêu tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền chuyển hết ở tài khoản đấy. Còn tật xấu gì nữa không? Có nhõng nhẽo không? Tốt mà. Tật xấu cũng hay nhõng nhẽo nhưng mà đấy thực ra cũng không phải đáng tật xấu lắm. Đáng yêu mà. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Gây gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy chứ. Cái lúc mà bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á.
có thể hủy hoại tất cả luôn. Là... hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Là thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Ừ. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Con chắc không có gì kể với anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ. Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Ừ. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết. Chỉ có rửa chén rồi quét nhà này kia thôi thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời không biết là nó có lo được cho con nó không hay là có lo được cho chồng con nó không. Ừ. Nên là kiểu gặp được anh là cưới anh đó con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Ừ. Dạ. Nhưng mà rồi, vậy là chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con chú cái này hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, là chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày rồi nhiều khi có khi dạ, nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng. Còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Ừ. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng dạ. Nãy chồng có tự thú đó. Chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Mà tối thì sao? Dạ, tối thì con cứ ngủ trước. Rồi cửa thì để đó, anh nó về anh nó tự mở. Ừ. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Con nghĩ là mở mắt ra thấy ổng đang ngủ trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sáp á. Sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ. Ừ. Là phải trả trong đêm luôn. Tối. Ừ. Người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Ừ. Ừ. Rồi chồng, giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Ừ. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Ừ. Thực ra nó cũng chả là chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nói nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Ừ. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Dạ. Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Dạ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ. Đúng không? Rồi. Còn vợ của con thì lại là quá nhỏ. Tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn. Đó, thành ra là trong khi đó tụi con lại sống gọi là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả. Tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi với gấp ba người ta. Thì tụi con mới có thể là giống như là đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á, là như vậy. Có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi. Cái tuổi của con là tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ, tuổi để được đi chơi ha. Yeah. Nhưng bây giờ vì đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á. Con của con á, 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại. Chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe. Yeah. Không? Đó thì con nghe lời chồng đi, có nghĩa bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng.
về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con đã bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Dạ. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi. Đúng không? Dạ. Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp, yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp. Thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế. Lúc đó là bù lại hết. Con hiểu ý cô không? Dạ. Phải cố gắng. Chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được. Đúng không? Đúng rồi. Chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đúng rồi. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ... Con cố gắng đi, con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Dạ. Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con. Chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nức mắt ra một cái là vừa lãnh hai cái trách nhiệm quá lớn. Vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Dạ. Ha. Cố gắng đi. Chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi. Kiểu mà tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm. Con hiểu không? Chồng con cũng vậy. Chứ 27 đâu có phải là lớn đâu con. Dạ. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được, tại vì nó không thể nào nó không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con, không được chia sẻ sức lực của chồng con. Vì nó rapper, nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Dạ. Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con. Đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Dạ. Ok. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không, con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà với chồng đi. Chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong là trải qua một cái cơn bệnh như vậy và bây giờ đang phục hồi, và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe vừa phục hồi về tinh thần. Vâng. Đó. Bây giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp xúc ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa. Sao? Sao hứa trên sóng truyền hình là không mấy được đâu. Lời nói, bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chắc là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi. Vì nhân anh chồng chị con nhiều hơn. Đúng rồi. Thôi, hai đứa đứng lên nói chuyện là đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi chồng đứng lên, có gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đứng đi con. Đứng lên. Anh đứng con nè. Mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Nó thiệt đó. Thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Cật thật là cật. Nói đi, nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con nói đi. Như là cảm ơn anh để chịu đựng mình luôn, chiều em từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, để vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vợ. Đó, trời quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc.